Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trường Lý nhé. Hôm nay Trường Lý sẽ làm một video đi vào trong bản tham quan một cái ngôi nhà sàn làm mô hình VAC rất là đẹp ở cái bản này nhé các bạn nhé. Giới thiệu với các bạn đây chính là cái bản Bó thuộc xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nhé các bạn nhé. Cái bản này nằm trong một cái thung lũng đồi núi rất là đẹp, và ở giữa bản thì có một con suối rất là trong xanh nha các bạn nha. Đây này, đó, các bạn thấy có đẹp không ạ? Rồi bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi lên một nhà ông chú chơi nha. Sau khi ăn cơm ở nhà ông chú mình thì mình đi vào trong bản làng chơi một chút. Đấy, đây là ở trong làng Tày, trong thôn Bản Bó nhỉ. Đây có một cái đặc trưng rất riêng ở người Tày, đó là các cái lúa cum là để ở gầm sàn hoặc là ở trên xà nhà. Cái này là lúa nếp hết à bác? Đấy, đây là nếp. Nếp này làm xôi, làm xôi, làm bánh chưng là ngon nhất đây nhỉ bà nhỉ? Đấy. Đấy, bà chuyên làm bánh chưng nên là nhìn thấy nếp này là đâu là cũng nhìn ra ngay nhỉ? Chọn. Đấy, bác lấy một phum nhỉ. Vâng. Đấy. Cái lúa nếp này làm bánh với lại làm xôi rất là ngon nhá mọi người nhá. Nó dẻo. Đây là chính là cái nếp cái, nếp ở ruộng. Đấy, bác thế tí lấy mấy bao về chứ bà? Bác. Làm mấy bao về làm bánh cho ở trên kia ăn bác ngon. Gạo à, nếp nếp Yên Thổ nữa. Vâng. Cái nếp này là nếp cái đấy nhỉ. Vâng, rất là ngon. Rồi. Đấy, ở trong làng ngoài cái không khí trong lành ra thì đang còn thấy có nhà cửa đấy, có gỗ biết làm rất là đẹp. Đấy, bên cạnh đấy là có các cái vườn tược rất là rộng nha các bạn nhá. Đây này, đây là nhà bác Trấn, đây là có một cái ao rất là to, bên dưới kia có một cái ao nữa đấy. Mô hình vườn ao chuồng ở trong thôn bản đây này. Cái này mà kinh doanh dịch vụ hôm tây là rất là đẹp đây. Đây có một cái bờ ao rất là rộng. Ta có thể ra đây để ngắm cá này. Mấy con cá nó lặn xuống rồi. Nãy nó nổi lên rất là nhiều nhé. Toàn cá bỗng thôi. Các bạn ạ. Các bạn, rất là đẹp này. Đấy, điểm view tuyệt vời luôn. Đấy, bờ ao phải xây. Bởi vì đất vùng cao là nó hay bị dò và hay bị lở ao, do vậy là phải xây lên cho chắc chắn các bạn ạ. Đấy, đây có các cái chòi để ngồi hóng mát. Ở kia còn có một cái ao nữa kìa các bạn. Đấy, dưới kia còn có một cái ao nữa. Vườn ao trường, chuồng rộng luôn. Đấy, đấy các bạn ạ. Đấy. Vườn ao này, nhà sàn, ao cá này, đúng bản sắc vùng quê nha các bạn nhá. Ở trên là đồi cọ chuối này rất là rộng luôn. Công nhận là ở đây một cái thung lũng rất là đẹp và có cánh đồng ở bên dưới này, này. Đấy, bây giờ tôi sẽ đưa các bạn lên xem tổng thể về khu khuôn viên của nhà nhé. Đấy, đây là một gia đình ở trong thôn bản. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, có cái giường kê ở đây để nằm buổi trưa này, rất là mát luôn. Bên cạnh thì có cây cây sung, cây ngõa. Đây là cái quả ngõa khổng lồ này các bạn ạ. Đấy, có rất là nhiều quả ngõa luôn. Quả này thì ăn nó không ngon. Đây là ngõa lợn các bạn ạ. Quả ngõa lợn sao đây. Nó không có mật. Ngõa này chỉ cho cá ăn thôi. Xuống đây cho cá ăn. Lúc nữa cá nó đến nó rỉa hết cái quả này luôn. Đây là nhà sàn người Tày ở trên vùng cao nhá các bạn nhá. Ở trên này còn có mấy cái chuồng lợn nữa. Thôi chuồng trại thì chúng ta không lên đâu nhỉ. Đấy, ở dưới gầm sàn rất là thoáng luôn. Nước nôi về rất là nhiều. Ôi đây có một cái bể cá koi này. Ui
Đấy, đây. Đây là có cái bể cá coi rất là đẹp này, mình phải xuống xem một tí đã. Wow. Đây có cá bỗng này, nó nằm ở cây. Nhiều chưa? Đấy. Wow, cá bỗng đây nha các bạn nha. Cá bỗng, cá chép này. Đấy. Đấy ra. Đây là vườn ao chuồng này, cá chép này. Wow, wow, nó đi thành đàn đàn này. Đấy. Wow, quá là đẹp luôn. Đây này. Chỗ này nước chảy dẫn nước chảy từ trên nguồn về này. Thả đây. Đấy. Con cá coi, cá chép vàng rất là đẹp này. Đây, bên này có mấy con cá bỗng. Đây, zoom lại cho các bạn xem nhé. Đây. Đây, ra đi lên bên này. Nó cứ chạy vòng quanh nhưng mà. Nhiều chưa? Cá chép ấy. Cá chép, cá bỗng rất là nhiều luôn. Vườn ao chuồng mô hình rất là đẹp này. Có một cái đặc trưng đó là lúa cum các bạn ạ. Lúa cum này nhà người Tày nào cũng phải có lúa cum nha các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn lên trên nhà xem trên nhà có những cái gì nhé, khám phá ngôi nhà sàn Tày. Đây, cho các bạn xem tổng thể. Đấy. Lập ngói ngói men đỏ các bạn nhé, ngói men đỏ và ở bên dưới thì được lát bằng cái trần gỗ. Đấy, nhà rất là phong thủy đẹp, nói chung rất là đẹp. Đây có một cái gương. Đây là ôi cháu chào bà nhá. Cháu chào ông ạ. Có mà thầy Trấn cháu đã uống rượu với chú Xuân mà. Đấy. Nhà sàn rất là ngăn nắp đẹp. Nhà đẹp quá nhỉ. Nhà này thì đẹp nhất ở đây rồi. Vâng. Đẹp xong là có vườn ao chuồng rất là bài bản. Vâng. Ao cá kia rất là bài bản rồi. Đẹp. Đấy. Ở đây có một cái điểm view này. Đấy, các bạn có thể ngắm toàn cảnh ở làng nhé. Đấy. Đẹp à. Quá đẹp luôn. Đây nữa. Đấy, đây là mở cửa ra đây. Đấy. Có thích nhà sàn ở trong làng không? Toàn bộ ở đây là gỗ. Gỗ làm phạt. Vâng. Thế là ông là bố của chú Trấn nhỉ? Mẹ. Mẹ. Thế ông vào năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Tám sáu tám bảy tuổi rồi. À vâng. Cái kiểu dùng máy mới này chị cũng tìm thứ đi toàn mất số rồi, mất số. Ông bà được 86 87 tuổi rồi. Vẫn khỏe mạnh, phong độ. Vẫn cho lợn cho gà ăn được nhỉ, chăn trâu được nhỉ ông bà? Số chị vẫn thế. Không cho được. Vâng. Mẹ chị cháu 88 rồi. Vâng. Nhưng mà vẫn hùng khẩu ngay. Thấy xong chị đi. Tôi review cho các bạn xem một chút về kiến trúc nhà sàn của người Tày. Vậy thôi nhé. Được lát bằng các cái trần bằng gỗ rất là đẹp nha các bạn nhé. Cái này dài chiếu ra ngủ thoải mái nhé. Rất là rộng rãi luôn. Ngồi uống nước đã. Uống nước với ông bà một tí. Giới thiệu với mọi người ở bên cạnh ao đây thì có một cái chuồng bò nhé các bạn nhé. Chuồng bò.
mô hình VAC vườn ao chuồng ở trong bản, và rất là quy mô. Đây là nuôi bò thịt sạch sẽ nhá. Đây là các cái bồn cho cỏ cho bò ăn này. Nhưng mà bò có vẻ không béo mấy nhỉ. Xiên tai, có xiên tai đánh dấu như thế nha các bạn nha. Bò sinh sản này, kia chắc là bò thịt các bạn ạ. Bò nuôi lớn để thịt, còn đây là bò nuôi để sinh sản này. Đấy, hôm có hai con đực, ba con cái. Đây là có một con này chắc đang bú tí nên là cho nó ở bên này. Mô hình quy mô. Đây là mô hình vườn ao chuồng ở trong bản nha các bạn nhé. Còn ở bên dưới này có một cái ao các bạn ạ. Có hai ao, một ao này với một ao bên trên kia. Ở bên này thì còn có một cái ao cũng tương đối là to nữa các bạn ạ. Cũng có rất nhiều cá nhưng mà chắc là chỉ nuôi cá rô phi thôi. Rất là tuyệt vời, một mô hình VAC chuẩn đấy. Ta lên trên ao này, ao này có nhiều cá to lắm các bạn ạ. Ao này nghe nói cô ấy bảo là có con cá chấm 8-9 cân, rất là to luôn đấy. Đây nhá, toàn cảnh khu vườn ao chuồng của nhà chú Trấn ở đây nhá. Tôi chỉ xin phép được review cho các bạn xem qua một chút về cái mô hình phát triển kinh tế ở trong làng bản như vậy thôi nhá. Đấy, có ao này. Đấy, có chuồng trại này, nuôi lợn, nuôi gà. Đấy, nuôi cá. Nhưng mà tuy nhiên là cũng phải phụ thuộc vào các cái địa thế các bạn ạ. Đây là nhà chú thì dẫn được một cái nguồn nước rất là to từ ở trên khe trên kia về. Do vậy là làm được một cái ao có nước rất là đẹp. Nói chung nước ra nước vào rất là sạch đẹp. Đấy. Ngoài ra thì cũng có gỗ từ rất lâu rồi. Ngày xưa thì các cụ làm nhà sàn, do vậy là đã tích gỗ và bây giờ là nhà chú cũng làm được một cái nhà sàn đúng theo phong cách người Tày, rất là đẹp. Đấy, mô hình vườn ao chuồng nha các bạn nhá. Đấy, có thể là phát triển hôm tây được đây này. Đấy, những cái sảnh này là mọi người rất thích ra đây. Đấy, chỉ câu cá chơi thôi cũng rất là hay rồi. Đấy, hoặc là cho cá ăn, nó chạy lên nó đớp rất là hay. Đấy. Và bên cạnh đây có một cái làng, đấy là làng Tày với người Dao ở chung với nhau. Đấy. Đấy. Tí tôi sẽ cho các bạn xem về toàn cảnh về cái bản này nhé. Bây giờ tôi chỉ quay một chút về cái mô hình trang trại ở trong làng quê như thế này thì các bạn có
nhận xét như thế nào. Nếu mà các bạn cảm thấy có những cái chúng ta cần có những ý kiến bổ sung đúng không ạ, thì các bạn cứ comment bên dưới nhé. Đây cũng là một cái mơ ước sau này mình có một cái cơ ngơi như thế này đấy các bạn ạ. Đó. Một cơ ngơi như này thì ai cũng mong muốn à. Rồi có lẽ là tôi xin phép review như vậy thôi, để cho các bạn biết được cái mô hình làm ăn ở trong bản nó phải như thế này thì nó mới phát triển được các bạn. Tôi cho các bạn xem một chút về toàn cảnh cái bản làng này nhé. Đây là toàn cảnh cái bản bó các bạn ạ, ở xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nhé các bạn nhé. Đấy, cái bản này đẹp lắm các bạn ạ. Đấy, tôi cho các bạn xem toàn cảnh nhé. Đây này, cái bản này nó nằm ở một cái thung lũng xung quanh rất là nhiều đồi núi, và ở giữa thì có một con suối rất là sạch và to nhé các bạn nhé, rất là đẹp. Bây giờ tôi cũng xin phép và kết thúc video tại đây nhé. Các bạn thấy video này hay và có ý nghĩa thì hãy like, share và chia sẻ, và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ tôi và nhấn chuông để chờ các video tiếp theo của tôi nhé các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Đấy. Đây, cảnh mô hình rất là đẹp luôn. Cho các bạn xem một lần nữa nha. Đây là một mô hình ai cũng ao ước nhé.